À, mà ra chào ông này, ông đi chơi mà nhanh nào, đi ra đây ông à. Ô ra đây nhanh lên, ô mà nhanh lên, ô giỏi quá hề, đi nhanh lên, ra đây đi chơi nhanh lên, chỗ này nhanh lên ra ông à. Bye bye ông này, ông đi chơi mà cho nó may mắn mà, giỏi quá giỏi quá giỏi quá, ư chà ư chà chà, nhanh lên đi ông á, nhanh lên này, chỗ này em cho em đi, nhanh lên chỗ này, máu máu này hình sơ bù cái chỗ sơ té chỗ đó. Nhanh lên, ôi giờ quá hè, mà, ô, à ông đi, ôm ông mà, ôi giờ quá nhá, mâm mâm mâm, ở nhà ngoan nhá, ông ngày chơi là 2-3 bữa ông về nhá, nghe chưa? Bố rồi ra cho cháu đây, ông đi nhá, ở nhà ngoan nhá, ông đi chơi bữa ông về nhá, ba đi ba. Bà ra bà cháu này ông đi nha. Rồi, mẹ con ở nhà vui vẻ nha. Chúc ngày 20 tháng 10 nha. Mọi người vui vẻ nha. Ông đi chơi nha. Ok. Hello cả nhà. Minh Nguyễn xin kính chào ông bà cô chú anh chị. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Minh Nguyễn HD. Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Minh Nguyễn xin kính chúc tất cả các mẹ, các ba, các cô, các chị, các em một ngày 20 tháng 10 thật nhiều niềm vui, cũng như luôn luôn mọi người có được một cái sức khỏe, một cái niềm vui miên man. Hôm nay Minh Nguyễn có một cái công việc và cũng là đi trải nghiệm ở một cái nơi mà mình đã rất chỉ là nhiều lần đặt vấn đề mơ ước để được đi. Thì hôm nay mình đang có mặt tại ngã ba Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên. Đang ngồi chờ xe để bắt xe đi, xe từ Vũng Tàu lên, bây giờ thì xe mới đến Biên Hòa. Mình đang ngồi chờ, mình quay video gửi lời chúc tới tất cả mọi người một cái ngày lễ thật là đẹp đẽ, thật là nhiều niềm vui. Ở đây thì đi Đắk Lắk, đi Gia Lai thì hầu như là đi bên đêm. Thứ nhất là xe nó chạy nó nhanh, thứ hai nữa là mình đi có thời gian nghỉ ngơi khỏe để sáng mai có thời gian đi chơi anh em bà con. Nếu mà đi bên ngày thì thực tế là nó giết hết thời gian nên cũng không có được thoải mái lắm, nên là mình chọn phương án là đi bên đêm. Nếu như từ đây lên Buôn Ma Thuột thì nó rơi vào 360 km. Bây giờ lên xe thì khoảng 4 giờ sáng là có mặt ở Buôn Ma Thuột. Và ngày mai sẽ đi chơi, trải nghiệm, thăm tất cả mọi người, hẹn gặp tất cả mọi người ở Buôn Ma Thuột vào ngày mai. Còn bây giờ thì mình đang chờ xe để lên xe. Nhà xe hẹn 9 giờ mà giờ 10 giờ thì xe vẫn chưa tới. Ở đây thì cái đặc điểm là cái chỗ này là chỗ trung tâm, thành ra là bà con đi khu vực cao nguyên là tập trung đón xe đấy rất là đông. Cái nãy giờ là tới 4-5 đoàn người lượt người đây. Bây giờ mấy anh em cũng đang đón xe để về Đắk Lắk hết. Nhưng mà mỗi người đi mỗi huyện. Bà con ở đây họ cũng đang chờ xe để về Đắk Lắk. Thế này đó. Bà Tư đây này. Còn cái đó không? Rồi hết rồi, hai người. Hai có rồi. Tụi lên đi.
rồi. Ô dạ. Bao quả ai? Có ăn đúng không? Đồ. Đúng rồi. Bây giờ nếu sáng là thì về 6-7 giờ không thì leo đúng không? Rồi, tao có xe đi, các bạn có xe đi. Rồi. Giờ mình đi. Dương Dương này có ai nằm chưa? Có rồi. Rồi, các bạn 6 7 sáng ấy, mình về 6 7 em đi. Ra sau em đi. Ra sau là sau chỗ nào? Ra sau là sau chỗ nào em? Đó là anh đặt chỉ ghế số 4 5 số 6 mà giờ nó ra tới sau này. Ghế Dương này nằm chưa? Của anh đúng không? Ok. Như vậy cuối cùng sau một thời gian chờ đợi thì mình cũng đã lấy được xe đó các bạn ạ. Anh đã có Dương chưa? Hai giờ rồi các bạn ạ. Bây giờ đi đặt tới Bù Đăng rồi. Anh em ăn cơm. Nhớ xe có nghiền cơm nha. Thế nào đấy vậy ạ? Lên một xe. Đâu đây. Em ơi, mình có nghỉ ăn cơm hay là phải vào ấy để đi luôn? Ăn đi đánh thủ ăn đi đúng không? Mình nghĩ là đói bụng. Đấy là anh em vào phía đây đã. Bên lên xe này. Ăn gì cả bác? Cơm chả phở gì đâu em? Bún à? Bên này hả? Anh tao phở em. Khuya cái đấy chứ. 50. 50 hả? 50 luôn. Cái gì cũng 50 đúng không? Này. Đúng rồi. Cái gì cũng 5. Cái gì cũng 50 đúng không? Cơm muốn gì thì. Lấy ở đâu mua ở đâu? Bún phở gì đâu hay? Nguyễn Nhân Xé cả bạn này. Cái nhà hàng này mà Nguyễn Nhân Xé này thì suốt ngày đến tập nập bên này đi. Đâu rồi? Cửa hàng đâu rồi? Ở chờ chút chứ có nước hả? Khi nào có xe chạy mất tiêu. Ăn rất là buồn cười. Hả? Anh ăn phở hay muốn gì vậy? Không biết cái phiếu này phiếu gì đi về à? Phiếu ăn cơm, ăn phở. Phở.
Nước leo thơm nước này, đá bạc này, nước leo thơm nước này. Thế là tôi thở. Của con ba bớt nước ấy, ba cho thêm thịt vào. Đấy, của ai lấy cái thiếu này nè. Này. Đó. Đấy, một bát hai, hai người. Mà không thì cho con mượn thiếu con ăn thắng thôi, con này con tài chứ. Nhanh ra. Hai con hai bát phở. Thôi mời các bác ăn khuya với em nha. Lọt da miếng các bác nhìn thấy nguyên cái dân xe này có chỗ đổ phải đổ ra ngoài này luôn thì phải biết rằng là giờ nào giống như giờ này 24 giờ trên 24 giờ là cái điểm này là gọi là cái điểm dừng chân của tỉnh Bình Phước á. Ở đây là Phú Đắng, điểm dừng chân bao sửa Lộc Phạt, lường xe mà như thế này mà 24 thì cả bạn phải biết rằng là cái nhà hàng này thu nhập của gì luôn. Thôi em phải tiếp tục lên xe để đi tiếp nha. Bốn giờ hơn rồi, bây giờ mới đến thành phố Buôn Ma Thuột. Nhà xe bà con thì vẫn đang ngồi cũng chờ để phân chia ra là mỗi ai đi hướng nào thì sẽ công chuyện. 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, 4 giờ, 6 tiếng từ Bình Dương đến đây là 6 tiếng chạy liên tục. Ba mươi ba năm về trước, đây là một con đường là cực kỳ lầy lội, chính với Dương Thanh là chở bắp và chở lúa đi lên đây là mỗi lần mà lên được cái khu vực này là phải thuế nhờ cú bú ta là kéo hồ thì nó mới hồ tổng mới qua được. Bây giờ đổi thay rất là nhiều, mỗi lần mà đi lấy lúa trong tộc lấy lúa về thì sát gạo đưa lên phố bò là qua cái đoạn này là khổ lắm. Hồi trước toàn con số không à. Bây giờ quay lại Vương Mơ Nga thì đổi thay hơn xưa nhiều, các tâm phát triển kinh khủng. Mình đi xe nhà xe Hoàng Trung phục vụ tận tình đến nơi đến chốn. Trên xe còn lại 2 người nha, nhưng mà vẫn đưa tới nơi rất là ok. Ơi, chào tạm biệt nha. Ở đi bộ ra hả? Nhưng mà đã bán trả kia chưa? Đã bán trả kia chưa? Hả? À, bán cà phê đấy hả? Bán cà phê là bán cho chị thôi. À, bữa nay công việc đang nghỉ đúng không? Mà lại ấy, giờ trong này có ai không? Giờ đấy. À đấy hả? Dương Thanh à?
Qua lâu ngay hay. Ok, để là dừng thanh cho mọi hương. Phải làm đi cà phê đi chứ. Phê gì đây? Bỏ trong. Phê sữa. Sữa hay. Khỏe chứ Dương? Khỏe, luôn 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 khỏe. Dương nhờ tôi với hay. Nhớ chứ. Nhờ với hay. Mấy Dương hôm nay mập mập. Dương Thanh hôm nay mập. Mập à? Mặt khuôn mặt thì vẫn vầy nhưng mà mập. Có già không? Không thì tuổi à? Tuổi với so với tuổi với này kia thì cũng không không phải là già. Dương có lẽ phải sáu. Mấy là 56. Hả? 56. 56 à? 56. 56 hả? 56 thì hơn tôi có mấy tuổi à? Ủa mà hồi đó tôi vào thì Dương đã lớn lắm đấy mà tôi mới có con trẻ con mà. Lúc có thấy vào đấy ạ? À? Hơn nhau mấy tuổi lớn vậy chứ sao? Một người hăm mấy người mười mấy mà thì đúng rồi. Không. Lúc tôi vào đây Dương đã nhìn nó ấy mà tôi đang còn trẻ con lúc tôi mới 16 17 tuổi á. Ừ. Tôi vào lúc tôi vào đây mới 16 17 tuổi. Mình hả? Ai? Nói có nguyên mấy đứa con đó. Là o sinh năm 69 đó hả? 69 mới tao có tuổi o chứ. Này. Ủa vậy hả? Tao hơn mới có tuổi cái gì đó. Mà sao? Không, có lẽ không không có đúng. Là bởi vì lý do là tôi ở nhà là o đã lớn quá trời tôi nó trẻ con mà sao mà nói. Mà sao bây giờ mới sinh năm cho tao hỏi mới hỏi tao hỏi mới sinh năm 70 sinh năm 70 tao khoảng ngại lắm. Mình xin kết thúc video đấy. Okay, em gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Tắt đó đấy.